Nếu như anh em đang cần tìm mua cho bản thân mình hoặc là công ty mình, văn phòng mình một chiếc máy in, in nhanh, in nhiều, ít tốn điện, có kết nối không dây, có màn hình phụ nhỏ và thay mực nhanh này, và quan trọng nhất là giá phải rẻ, thì ngày hôm nay mình đang có một mẫu máy in ngay bên phải mình, HP Laser Z Pro. Thường thì các sản phẩm có tên Pro đằng sau giá đắt đúng không? Thì anh em biết mình nhắc đến cái gì đấy. Nhưng mà mẫu máy in ngày hôm nay của mình đang có ở đây thì có mức giá tương đối là rẻ, chỉ hơn 4 triệu một chút mà thôi. Thì với mẫu máy in đến từ HP này có khá là nhiều các tính năng tối ưu cho các văn phòng, như chúng ta có thể in nhanh này, còn in nhiều này, in có thể đến 38 trang trên một phút, và thời gian khớp lệnh in là 6 giây. Thì thời gian khớp lệnh in ở đây tức là lúc anh em nhập lệnh đến lúc máy in nó in ra một văn bản cho anh em là 6 giây. Và theo khuyến nghị của hãng, để máy hoạt động trơn tru và có hiệu năng ổn định với thời gian dài và tối ưu nhất, thì mẫu máy in Pro chúng ta chỉ nên in tối đa là 4.000 trang trên một tháng. Tức là việc in văn phòng hành chính kiểu anh em làm kiểu hay liên quan giấy tờ ấy, thì cần một mẫu máy in phải là in nhiều, là phải in liên tục trong thời gian dài. Thì mình nghĩ 4.000 tờ trên một tháng mà tương đương với chừng 130 tờ trên một ngày, thì mình nghĩ là cũng khá là thoải mái đấy, cũng không ít đâu. Và với dung lượng đầu vào tối đa là 900 tờ của chiếc Pro thì sẽ khiến cho kiểu công việc của anh em đỡ bị đình trệ nhiều này. Ví dụ như đang kiểu đang làm in này, đang in tự nhiên hết giấy. Ví dụ một mẫu máy in khác đang dùng thì có khoảng 300, 400 hay 500 tờ chẳng hạn này, đang dùng hết giấy in lại phải như đấy. Thì với 900 tờ thì anh em sẽ, nếu 130, 900 thì cũng phải tuần nạp giấy một lần, tính ra cũng khá là ổn đấy. Ngoài hiệu năng sử dụng thì chúng ta sẽ có thêm một cái màn hình LCD nhỏ nhỏ để hiển thị các thông tin cơ bản như máy in hiện tại đang gặp lỗi gì mà tại sao lại không in được này, lượng mực in còn lại ra sao này, còn ít hay nhiều để có biết đường mà thêm mực này. Và mẫu máy in này có một tính năng khá là thú vị, đó là việc anh em có thể dùng thiết bị di động để in được. Anh em có thể in qua điện thoại này, iPad này, hoặc một thứ gì đó gọi là thiết bị di động đấy, có hỗ trợ qua phần mềm. Và điện năng tiêu thụ khi hoạt động hết công suất của chiếc máy in Pro này có thể lên đến gần 600W. Nhưng mà tuy nhiên ấy, hiệu năng cái mức điện tiêu thụ này chỉ là kiểu lúc anh em in tối đa công suất thôi, còn bình thường thì rất là thấp, rất là tiết kiệm điện, anh em không phải lo kiểu hóa đơn tiền điện nó trả điện tiền điện, yên tâm không phê đã đời được đâu. Về kích thước cũng như khối lượng thì mẫu máy in này có khối lượng khoảng 8,51 kg, 8,5 cân. Anh em nếu mà có việc bê từ văn phòng này qua văn phòng nọ thì cũng không quá nặng đâu, 8 kg thì chắc là vẫn bê được. Với tổng thể các thứ còn lại thì với 4 triệu đồng thì mình nghĩ đây là một trong những mẫu máy in đáng lựa chọn nhất ở trong tầm giá. Vậy thì anh em thấy sao về mẫu máy in này? Thì đường link mình sẽ để ở phần mô tả của video. Anh em nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Anphat Computer để không bỏ lỡ những video clip chúng mình tung ra trong tương lai. Hân hạnh gặp lại anh em ở những video sau.